mà bò sữa. Hi, mà là sau đây mình xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn ơi, ngày hôm nay là ngày 30 tháng 5 rồi, cũng chính là ngày sinh nhật của Bim Bim nè các bạn ơi. Ngày hôm nay nữa là Bim Bim tròn được 2 tuổi rồi. Mình rất là vui luôn. Bim Bim cũng đã được 2 tuổi rồi các bạn. Năm nay thì có sự xuất hiện của bò sữa nè. Nhưng mà không có mực hay bò sữa. Tính là đợt này sinh nhật của Bim Bim rất là vui, có mực với bò sữa, ai về chỉ có bò sữa tham dự hà. Thì sáng này chắc mình sẽ đi ra ngoài chợ huyện các bạn để mình mua bánh kem với lại một số đồ ăn, rồi mình về mình sẽ tổ chức sinh nhật cho Bim Bim nha các bạn. Và nếu các bạn nào yêu quý hai chị em mình Tiểu Bim Bim bò sữa nè, rất mong là các bạn sẽ nhấn vào nút đăng ký kênh để cho mình có động lực để cố gắng thật là nhiều nữa nghe các bạn. Và bây giờ các bạn ơi, hãy theo chân mình đi chợ mua bánh kem nha. Bò sữa ở nhà nha, để chị mua bánh kem về làm sinh nhật cho Tiểu Bim Bim thúi ha. Bò sữa có quà gì tặng Bim Bim không? Thôi chị đi nghe bò sữa ở nhà nghe, xíu chị về. Ơi, đây bữa tiệc sinh nhật của Bim Bim mình đã dọn ra xong và Bim Bim chúng ta đã xuất hiện rồi. Hôm nay là sinh nhật 2 tuổi của Bim Bim thúi nè. Thì năm trước các bạn mình chỉ đi học và để dành mình mua cái bánh kem nhỏ xíu à. Thì năm nay mình cũng đã cố gắng và nhờ sự yêu thương của các bạn thì hôm nay sinh nhật của Bim Bim 2 tuổi thì mình đã có mua được cái bánh kem nó to hơn nè. Hôm bữa thì mình có hứa với Bim Bim là mình sẽ mua bánh kem 2 tầng. Nhưng mà sáng ra mình thấy mấy bánh kem nhỏ nhỏ không các bạn ơi. Thì nếu mà mình mua hai cái kia thì 160 à. Mình mua nguyên một cái bự như thế này là 200.000 nè các bạn. Đó, có màu hường mạnh mẽ cho Bim Bim nó mê. Hey Bim Bim, nay sinh nhật vui ha. Bim Bim, hôm nay chị làm mấy món Bim Bim thích nè. Là có nước ngọt nữa nha. Hôm nay có thiếu ốc nữa. Hôm nay chị chuẩn bị vậy nè, Bim thích không? Đây, bò sữa của chúng ta đã có xuất hiện rồi. Bò sữa không chịu ngồi ghế các bạn ơi. Bò sữa nằm dưới chân Bim Bim nè. Hôm nay là sinh nhật của Bim Bim á, bò sữa vui không? Bò sữa, hôm bữa sinh nhật mình thì bò sữa mới đẻ ra các bạn ơi. Giờ sinh nhật Bim Bim á thì bò sữa đã bành chà bá rồi. Ủa mẹ mày đâu kia bò sữa? Bixi đi đâu rồi? Ừ, nói Bixi đi chơi rồi nha. Buồn luôn, mấy chị mèo nữa đâu ta. Rồi mình sẽ rủ mèo ra nữa nha. Đây, cái bánh kem của Bim Bim này các bạn ơi. Đây là sinh nhật lần 2 của Bim Bim nha. Ở đây mình có hai cái bánh bao nè, mì cay, xúc xích, nước ngọt nè. Bim Bim thôi, sữa sợ hoài vậy? Cho Bim Bim kìa. Mua một bọc vậy hả mẹ? Một bọc nè. Một bọc tặng Bim Bim á hả? Cảm ơn mẹ nha. Bim Bim ơi, mẹ tặng nè. Bim Bim, nguyên một đống luôn. Cảm ơn mẹ nha.
bò sữa nằm dưới chân mình các bạn ơi, nó không chịu leo lên ghế ngồi, cho nên là ở đây hồi chị cho ăn bò sữa. À, bây giờ chúng ta sẽ quẹt đèn cày lên Bim Bim ơi. Đây, đèn cày 2 tuổi của Bim Bim nè. Hôm nay thì sáng ngày anh hai có việc cho nên là đi rồi các bạn ơi. Có mẹ cha mình ở nhà, cha mình đi vườn, còn mẹ mình đang nấu cơm cho cha nữa. Mẹ mình sớm mới đem quà ra tặng cho Bim Bim rồi, mẹ mình vô nhà rồi các bạn ơi. Thôi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cặm bánh kem. Sinh nhật Bim Bim thì sẽ có cây đèn cày số 2 là 2 tuổi nha. Ê mà sinh nhật Bim Bim còn thiếu chị mèo chị Bixi nữa, để chị kêu mèo Bixi ra nha. Miu 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 miu. Bixi 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 Bixi. Ra đây ăn sinh nhật Bim Bim nè Bixi. Bixi ơi, lại đây sinh nhật Bim Bim nè. Trời ơi, hai mẹ con đông đủ rồi hen. Ăn sinh nhật Bim Bim nè. Miu 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 miu. Chị mèo rồi. Mèo vàng với mèo mung đâu rồi? Sáng sớm chắc nó đi chơi rồi chứ đâu. Thôi bây giờ mình sẽ bắt đầu ăn sinh nhật Bim Bim nha. Bây giờ chị sẽ cầm đèn cày lên nha tiểu Bim Bim thôi. Mình sẽ cầm ở đây nha các bạn. À, thích chưa Bim Bim? Phải chưa Bim Bim? À, dạ, chị Bixi với lại bò sữa nó đã xuất hiện đầy đủ rồi các bạn ơi. Nhưng mà thiếu hai chị mèo sáng sớm chắc đi chơi rồi. Thôi bây giờ mình sẽ thổi đèn cày hết Bim Bim. Ờ, Bim Bim phái rồi. Vui không Bim Bim? Bữa nay sinh nhật Bim Bim vui không? Vui ha. Bây giờ chị đốt đèn cày lên nha, cho Bim Bim thúi nè. À, đây, ý quên nữa. Quên nữa. Chị quên đeo cái này cho Bim Bim rồi. Đây là nón Happy Birthday của Bim Bim nè. Đổi nón lên. Chết, quên. À, bây giờ mình hát Happy Birthday trước hay sau Bim Bim? Thì chị cắt cái này ra cho Bim Bim đổi nha. Ây da. Đó. Đổi vô Bim Bim. Ê, đổi cái nón Happy Birthday vô. Đổi vô, chưa cái mỏ vô. Chết rồi, không được rồi Bim Bim thúi rồi. Nó hơi rộng á. Ở lòng nó hơi nhỏ, cái đầu Bim Bim hơi bự. Bim Bim làm gì vậy? Bữa nay Happy Birthday Bim Bim mà. Quên mua cái nón này Bim Bim sợ đâu. Đổi không vừa quá. Đổi vô Bim Bim. Đổi vô. Trời ơi, chết rồi, vụt luôn rồi, Bim thúi ơi. Tiêu rồi. Anh hai ơi, anh hai về kìa, Bim Bim thúi ơi, Bim Bim nó đã bận đồ vô nè. Anh hai ơi, lại đây anh hai ơi. Dữ chưa. Xin qua, bên đây nè hai bên đâu? Bên đâu? Bên em hả, hay bên Bim? Ở đâu, muốn ở đâu? Đâu cũng được. À, anh hai lại tới nè, bò sữa lại đây nè, bò sữa, lại đây, hát Happy Birthday nha. Trời ơi, Bim Bim nó đổi nón nè anh hai. Rồi nó Happy Birthday nè. Chúng ta cùng hát nha. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật Bim Bim. Thảo đèn cày nè Bim Bim. Ước nguyện đi Bim Bim. Ước nguyện đây. Cầu cho Bim Bim sống lâu nha. Thiệt là mạnh khỏe nha Bim Bim. Bim Bim thật là nhiều mạnh khỏe để có thể ăn nhiều cái sinh nhật tiếp theo nữa nha. Thổi đây nào. Mày đâu hết trơn rồi, mày chơi riết người ta bỏ mặt mày hết trơn rồi. Chơi bỏ mặt hết trơn rồi. Chơi riết rồi còn có mình con bò sữa chơi được hả? Bò sữa dưới chân nè các bạn ơi. Mời anh hai một cái bánh bao nha. Xin mời anh hai ăn bánh bao. Ăn bánh bao đi. Ăn sinh nhật Bim Bim nè. Anh hai kịp đi chợ với mẹ. Đó. Cái mặt Bim Bim như cái bánh bao. Bim Bim thối này. Bim ăn bánh bao kìa, anh hai bánh bao Bim Bim. Anh hai đút kìa Bim. Ơi, ngon không? Rồi, được. Nay sinh nhật Bim Bim đó, anh hai tặng đó. Ăn đi bạn. Ăn đi Bim Bim. Ăn đi bạn Bim Bim. Đó. Năm nay có sinh nhật Bim Bim, anh hai dự vui ghê. Ăn đi Bim Bim à. Hết chịu ăn rồi anh hai ơi. Hết chịu rồi, ăn rồi. Thôi. Thôi anh hai gửi tay rồi anh hai ăn cái bánh đi nha. Đây. Anh hai có quà kìa Bim Bim. Bim Bim nè, tặng quà cho Bim Bim nha. Sinh nhật cho Bim Bim. Rồi lấy kìa, nó lấy kìa. Nó lấy kìa. Đó. Đeo nguyên vỏ luôn à. Đeo vô. Đeo nổi không? Đeo nổi chắc kỹ cổ quá anh hai ơi. Lấy quà cho nó nha. Trời ơi. Nơ. Có tóc đâu mà buộc. Có nơ. Có vòng đeo cổ nè. Anh hai mua vòng đeo cổ hả? Nhóc luôn. Quá trời luôn, đã vậy. Nhóc luôn nè. Quá đã luôn nè Bim Bim ơi. Bim Bim thích màu gì? Màu vàng đi cho nó nổi ha. Anh hai Bim Bim thích hết trơn luôn quá anh hai ơi. Được, giờ từ từ. Ngày đeo món hen. Anh hai đeo vô cho kìa, xuống quá vậy ta. Chỉ Bim Bim mới có. Chỉ có Bim Bim mới có. Đấy đó. Wow. Đẹp gái của ta. Yeah. Đẹp quá vậy anh hai. Cảm ơn anh hai đi Bim Bim. Đi đâu là nó kêu vậy nè cho người ta biết nha. Cảm ơn anh hai nha.
Đi đâu là lắc đây, 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 đây. Cảm ơn hai nha. Khoái rồi. Cảm ơn hai nha. Hôn anh hai cái kìa. Hôn đây. Hôn không? Mày quật tao chứ mày hôn gì. Cảm ơn anh hai nhiều lắm nha. Rồi chúc Bim Bim ăn mau chóng lớn nha. Dạ rồi. Sống lâu nữa. Rồi thôi ăn sinh nhật với chị Sâu đây. Anh hai đi chợ nha. Đây. Bye bye. Bye Bim Bim. Bye bye. Bye bye. Nhớ chừa bánh kem cho anh hai với nha. Nhớ rồi. Nhớ chừa bánh kem cho anh hai với đó. Rồi bye bye rồi, nha. Rồi đi đây. Thank you anh hai Bim Bim. Thì Bim Bim ơi, trong này có của chị nữa nha Bim Bim. Thanh Thanh đi coi có cái gì nha. Bim Bim thú quay qua đây nè. Thanh quá. Xúc xích nè Bim Bim ơi. Cái này là xúc xích của mẹ tặng nè Bim Bim. Mẹ biết Bim Bim thích ăn xúc xích nè, mẹ tặng quá trời luôn nè. Chị sẽ để bên đây cho Bim Bim nha. Còn đây nữa Bim Bim thú ơi. Wow, thân anh thật. Ôi Bim Bim, trời ơi, nó sợ quá các bạn ơi. Giật mà chạy vậy Bim Bim. Trời ơi, tôi tặng quà cho chị mà chị chạy vậy chị Bim. Đây nè các bạn ơi, mình tặng cho Bim Bim cái nón bảo hiểm mà nó sợ quá, nó chạy rồi. Đợi đi ra ngoài đường đừng cho công an phạt nha Bim Bim. Còn đây, ủa, một bịch đường. Trời ơi, chắc mẹ mua cái này trong Bách Quá Xanh này chứ đâu. Bách Quá Xanh là chuyên gia tặng bịch đường. Bim Bim sẽ rất là thích uống nước ngọt luôn các bạn. Giờ mình sẽ khui nha. Lâu lắm rồi không mới cho Bim Bim uống nước ngọt. Hôm nay sinh nhật Bim Bim mới cho Bim Bim uống đó nha. Còn ly của chị nữa nè. Mình có nước như này mình pha loãng ra nha các bạn ơi. Uống nhiều quá bị đau họng. Nè cho Bim Bim thiệt nhiều luôn nè. Cái nào quên nữa chứ. Đó, thiệt là nhiều luôn nha. Và bây giờ nâng ly chúc mừng sinh nhật Bim Bim nào. Vô, chúc mừng sinh nhật Bim Bim. Trời, chị ta uống kìa các bạn ơi. Quá phê à, quá say à, quá đắm đuối à. Đây, để cái bánh kem xích ra. Làm gì mà gùi bu dữ vậy Bim Bim. Mê không? Uống coi chừng sức cái mỏ nè Bim Bim ơi. Trời ơi, quá dữ rồi. Nay sinh nhật Bim Bim vui quá hả Bim Bim. Rồi thôi được rồi Bim Bim ơi, chờ bụng để ăn nữa ha. Ê trời. Để tôi đi lau mặt cái nha Bim Bim. Mì cay xúc xích nè. Mình sẽ gót cho Bim Bim một dĩa luôn. Bò sữa bỏ vô nhà luôn rồi các bạn ơi. Nó thấy chờ ăn lâu quá. Đi sinh nhật mà lâu quá. Bim Bim ăn mì đi nha. Hôm nay sinh nhật Bim Bim nè, Bim Bim ăn mì đi nè. Ăn đi. Trời ơi, bà đặt chơi nữa các bạn nè. Đó, thôi chị không ăn thì tôi sẽ ăn. Đây, mình sẽ lấy cái này nha các bạn. Cái miếng hồi sắm đựng cái bánh bao nè. Mình lấy cái này làm cái dĩa nha. Mình sẽ lấy xúc xích nè. Mì gói. Này mì cay các bạn ơi. Xin mời các bạn miếng mì cay nha. Ai sáng anh hai mình ăn chừa lại cái bánh bao rồi còn phân nửa nữa các bạn. Giờ mình sẽ bẻ ăn nha. Mình sẽ chừa lại cho anh hai mình cái nguyên. Mình ăn cái này đi. Bim Bim thối. Ăn không? Nè sao mày không ăn gì hết trơn vậy? Bữa nay đãi khách thôi hả? Nè. Nãy anh hai đút thì ăn các bạn. Mình đút nữa không à. Mời các bạn nha. Bích Chi giờ mê vô nhà các bạn ơi. Thôi bây giờ mình sẽ cắt bánh kem giúp Bim Bim nha các bạn ơi. Bim Bim cắt bánh kem nè. Bim Bim cắt đây nè, ngậm vô. Nè. Trời ơi nó không ngậm được các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cắt với các bạn. Cắt chính giữa đây nha. Chừa cái chữ Bim Bim lại. Wow. Bánh nó cứng các bạn ơi. Wow, bánh rất là đẹp và ngon luôn. Wow. Cho múc vô đây. Vô cái chén mình ăn luôn nha các bạn. Nhiều nho khô quá nè. Này đũa của mình nè, ý chọn cho Bim Bim thúi nữa. Hôm nay mình sẽ gắp cho Bim Bim cái miếng kem này đi. Bim Bim nó sẽ ăn kem và bánh luôn. Nè Bim Bim, ăn bánh kem đi. Nè Bim Bim, nay sinh nhật cưng đó. Trời ơi, không ăn hả, tôi chét mỏ nè. Đó, chét mỏ nè. Đó, chết, coi chừng dính mắt. Chét. Ai biểu mày không ăn nè. Nè ăn đi Bim Bim. Nè, ăn đi. Rồi chép bánh kem về cho biết bữa nay sinh nhật Bim Bim nha. Thôi bây giờ mình sẽ ăn bánh kem bằng đũa luôn các bạn. Đây xin mời các bạn miếng bánh kem của mình nha. À,
bánh kem thơm ngon quá Bim Bim ơi, cháu ngại luôn. Bò sữa cũng đã xuất hiện rồi. Phần này cho bò sữa với bác sĩ nha. Ây da, hơi cứng. Đây, bỏ vô. Nói chừng nào bò sữa ăn hết mình sẽ cho nó nha các bạn ơi. Tại vì trước giờ bò sữa chưa có ăn, mình không biết là nó ăn được hay không nữa. Chắc nhiều quá dư bỏ uổng. Mình còn chừa cha mẹ nữa nha các bạn. Nè, ăn sinh nhật Bim Bim nào bò sữa. Đó, nay ăn sinh nhật Bim Bim á, vui không bò sữa? Mẹ mày đâu rồi? Bác sĩ xì xì ô. Xì xì ô. Lại bánh kem nè bác sĩ. Bánh kem có Bim Bim nè. Xì. Trời, nó không ăn rồi các bạn ơi. Thôi bò sữa là ăn phụ phần mẹ đi nha. Bò sữa ăn ngon lành luôn. Lần đầu tiên trong đời được ăn bánh kem hả bò sữa? Thích không? Ngon không? Ăn bánh kem có Bim Bim đó. Ngày sáng mẹ mình tặng cho Bim Bim xúc xích nè. Giờ sẽ khui cho xúc xích Bim Bim ăn nha. Đây, Bim Bim phái rồi các bạn ơi. Bim Bim thấy xúc xích mẹ tặng nó mái lắm các bạn ơi. Nè Bim Bim ăn xúc xích đây. Bim Bim ăn xúc xích lẹ đi Bim Bim. Nè ăn lẹ đi Bim Bim. Chị ta đu hết một cây xúc xích rồi các bạn ơi. Từ từ Bim Bim mẹ, từ từ rồi ăn xúc xích. Bữa nay sinh nhật Bim Bim, Bim Bim vui không? Quá vui phải không? Nè ăn xúc xích đi Bim Bim. Chị ta phái các bạn ơi. Nè Bim Bim, mẹ tặng Bim Bim á, ngon không? Ăn thêm cây nữa ha. Chị ta ăn 2 cây các bạn ơi. Hồi sớm giờ chủ sĩ ở nhà không có ăn được cái gì hết nè Bim Bim. Nè. Trời ơi, chị quất cái hết luôn rồi các bạn ơi. Thôi bây giờ chúng ta sẽ vô thêm một lần nữa nha. 1, 2, 3, vô. Bim Bim à, hôm nay sinh nhật con vui không Bim Bim? Vui phải không? Cảm ơn Bim Bim rất là nhiều nha. Vậy là 2 năm đã trôi qua các bạn ơi. Mới ngày nào mình nuôi Bim Bim nè. Hồi đó nó còn nhỏ các bạn, nó mới nở ra nó hay chạy theo mình lắm. Bây giờ nó đã lớn rồi nè. Nhờ Bim Bim mà các bạn đã biết đến kênh mình nhiều hơn. Mình rất là cảm ơn Bim Bim luôn. Mình hy vọng là Bim Bim sẽ sống thật là lâu, nó có thật là nhiều sức khỏe. Mình có thể giảm tuổi thọ, mình cầu mong mình có thể giảm tuổi thọ để cho Bim Bim có thật nhiều sức khỏe để sống bên mình. Không phải là vì có Bim Bim để mình quay clip các bạn. Bim Bim như là một người bạn thân, người bạn tri kỷ của mình vậy đó. Mình rất là thương Bim Bim luôn. Cảm ơn Bim Bim rất là nhiều nha. Chúc Bim Bim có thật là nhiều sức khỏe và có thể ăn nhiều cái sinh nhật chung với chị nữa nha Bim Bim thôi. Thương Bim Bim lắm á. Còn các câu cho Bim Bim. Cảm ơn Bim Bim nhiều lắm nha. Chị hy vọng là năm sau có thể ăn sinh nhật 3 tuổi của Bim Bim và nhiều cái sinh nhật nữa Bim Bim ơi. Thương Bim Bim nhiều lắm luôn á. Chỉ cần Bim Bim có nhiều sức khỏe và luôn bầu bạn như mình là mình vui rồi. Cảm ơn Bim Bim rất là nhiều nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết cái clip sinh nhật của Bim Bim ngày hôm nay nha các bạn. Và nếu các bạn nào yêu quý hai chị em mình, rất mong là các bạn sẽ nhấn vào nút đăng ký kênh, ủng hộ cho hai chị em mình có động lực để cố gắng thật là nhiều nữa nha các bạn. Cảm ơn tình yêu của các bạn đã dành cho hai chị em mình rất là nhiều. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Chúc mừng sinh nhật Bim Bim nha.